Những tựa sách văn học nước ngoài hấp dẫn không thể bỏ qua. Văn học nước ngoài là một thể loại sách được rất nhiều độc giả ở trên khắp thế giới đánh giá rất cao về nội dung. Các giải thưởng lớn về văn học đều có tên những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng. Không chỉ có nội dung hấp dẫn mà những cuốn sách ấy còn đem đến cho người đọc rất nhiều bài học về cuộc sống, về con người và tình yêu. Ở bài viết này mời bạn cùng Reader điểm qua những tựa sách văn học nước ngoài hay nhất nhé. 1. Hà Chi Cô Chú Chó Đợi Chờ Hachiko chú chó đợi CHOLA tác phẩm của nhà văn Louis Brass lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện có thật tại Nhật Bản về sự trung thành của một chú chó làm lay động hàng triệu trái tim. Hachiko là một chú chó được gia đình giáo sư Eizaburo Ueno nhận nuôi. Như thường lệ, mỗi ngày Hachiko đều tiễn chủ của mình đến nhà ga Shibuya để ông lên tàu đi làm và buổi chiều vào lúc 3 giờ Hachiko sẽ ra ga đợi chủ của mình về. Mỗi ngày đều diễn ra đều đặn như vậy và bất ngờ vào một ngày nọ, vị giáo sư Ueno bị đột quỵ qua đời và không thể trở về nhà. Thế nhưng, chú chó Hachiko trong 10 năm sau đó, vào lúc 3 giờ chiều lại đến nhà ga đợi chủ nhân về. 2. Kiêu hãnh và định kiến Kiêu hãnh và định kiến là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn người Anh Jane Austen. Chuyện kể về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại đất nước Anh vào đầu thế kỷ 19. Elizabeth Bennet, 20 tuổi, là một cô gái có xuất thân trong gia đình trung lưu. Nội dung chính xoắn ý quanh cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy là người thuộc tầng lớp địa chủ. Hơn 200 năm qua, Kiêu Hãnh và Định Kiến vẫn giữ vững phong độ, cuốn sách luôn nằm trong số những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh được yêu thích nhất. Và tác giả cũng xem Kiêu Hãnh Định Kiến là đứa con cưng nhất của bà. Bằng giọng văn sắc xảo, đầy châm biếm Austin đã biến câu chuyện tình yêu nơi đất nước Anh thành một phiên bản hoàn toàn mới vừa hóm hình vừa giàu tính chân thực. Kiêu Căng và Kiêu Hãnh là hai điều hoàn toàn khác nhau mặc dù cả thế giới thường dùng nó như một cách đồng nghĩa. Một người có thể tự hào nhưng không kiểu kiêu căng. Kiêu hãnh liên quan nhiều hơn đến ý kiến về chính bản thân chúng ta, kiêu căng là những gì mà người khác nghĩ về chúng ta. 3. Những kỳ án của Sherlock Holmes Sherlock Holmes là bộ tiểu thuyết của Sir Arthur Conan Doyle lần đầu được ra mắt độc giả vào năm 1887 trong cuốn tiểu thuyết trinh thám A Study in Scarlet. Tiếp theo đó, bốn cuốn tiểu thuyết và 55 truyện ngắn về Holmes tiếp tục được ra đời. Nhiều năm trôi qua, vị thám tử lừng danh ấy đã trở thành một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho nhiều người. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes sẽ mang đến cho bạn đọc những vụ án kịch tính, gây cấn đến nghẹt thở mà ở đó ông thể hiện được tài năng của mình. Bằng lối viết nhẹ nhàng nhưng bí ẩn và sắc sảo, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt trên trang sách. 4. Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp. Câu chuyện kể về một bầy ốc sên sinh sống tại quê hương Bồ công anh, ốc sên luôn gắn với cuộc đời chậm chạp và lặng lẽ. Cho đến một ngày một trong những con ốc sên trong đàn nhận thấy cuộc đời thật bất công khi không cho chúng có một tên gọi riêng và nó còn thắc mắc vì sao loài sên lại chậm chạp đến thế. Quyết định những lời giễu cợt của đồng loại, ốc sên quyết định rời xa quê hương lên đường để tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của nó. Cuộc hành trình ấy giúp ốc sên nhận ra rất nhiều sự thật xung quanh cuộc sống của chúng. Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp là một tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi. Tác giả mở ra trước mắt người đọc một thế giới thiên nhiên vô cùng sinh động và ẩn chứa một triết lý sâu xa về cuộc sống. Nổi loạn hay bản lĩnh, chấp nhận sống đời tù túng rồi tự diệt vong, hay dũng cảm đối mặt với thách thức để tìm ra chân trời mới. Đó là những câu hỏi luôn thôi thúc trong lòng khiến chú ốc sên nhỏ lạc loài quyết tâm từ biệt ra trang Ozo để dấn thân vào cuộc hành trình dài đầy thử thách. Và cuối cùng, người anh hùng của đồng cỏ đã hiểu ra vì sao giống loài của mình lại chậm chạp đến vậy. Xem thêm chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp bài học ý nghĩa về dũng khí năm khi hơi thở hóa thinh không khi hơi thở hóa thinh không là cuốn tự truyện của một bác sĩ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi hàng ngày xuyên suốt cuốn chuyện là những dòng tâm sự hoài niệm về sự sống và cái chết khiến cho mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm sâu sắc lại cuộc đời là một bác sĩ đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp căn bệnh ung thư bất ngờ ập đến cướp đi ước mơ và dự định của Kalani thị thế nhưng cách mà anh đối diện với bệnh tật khiến chúng ta phải nể phục Cuộc chạy đua với bệnh tật của tác giả trong khi hơi thở hóa thinh không sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đôi khi, sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở và không nhận ra. Nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng răng đến ngạt thở. Xem thêm, review sách khi hơi thở hóa thinh không. 6. Một mai tan biến giữa đời một mai tan biến giữa đời được viết bởi bác sĩ nội chú làm ở phòng cấp cứu. Cuốn sách là tổng hợp những câu chuyện có thật do chính tác giả chứng kiến ở bệnh viện. Dưới góc nhìn đầy nhân văn của một bác sĩ, cuốn sách được hiện lên vô cùng chân thật. Những chiêm nghiệm về sự sống và cái chết từ góc nhìn của một bác sĩ chắc chắn sẽ đem đến cho bạn sự trải nghiệm mới mẻ. Mặc dù được chấp bút bởi một bác sĩ thế nhưng cuốn sách được viết một cách rất nhẹ nhàng, dễ hiểu chứ không hề khô khan. Thông điệp tác giả muốn gửi đến bạn đọc đó là hãy sống hết mình cho ngày hôm nay vì chúng ta không biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến, thế nên đừng chỉ sống như tồn tại. Khoa cấp cứu là nơi thần chết cả ngày lợn lờ, cũng là nơi tôi biết được giới của thể xác và tinh thần. Suốt 24 giờ, chúng tôi phải làm việc với tinh thần tỉnh táo cao độ, một ngày có hàng trăm ca bệnh đứng trước mặt tôi. Họ vật lộn trong cơn đau thê thảm và nguy kịch, đương nhiên không thiếu những trường hợp phải chiến đấu với thần chết. 7. Ký ức về cha Ký ức về cha là cuốn sách được viết bằng chính tâm sự thật của tác giả Lưu Tử Khiết, Người rời xa quê hương để đi lập nghiệp, 7 ngày sau đó không may cha của cô bị qua đời. Sự ảnh hưởng của cha đến cuộc sống được cô thể hiện trên từng trang giấy bằng giọng văn vừa hài hước vừa bất cần. Ký ức về cha là một cuốn sách cảm động về tình cảm giữa con gái và cha. Không chỉ mang đến cho bạn đọc rất nhiều cung bậc cảm xúc cuốn sách còn truyền tải thông điệp, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, đừng để khi không còn được nói lời yêu thương với họ rồi mới bắt đầu hối hận.